Rồi, chào tất cả anh em ạ. Thì như thường lệ thì hôm nay em làm video trả máy cho anh em ha. Thì đây là bốn con máy kích chuột nha. Đây, bốn con. Thì ở ngoài Bắc thì nó kêu kích chuột, còn ở trong Nam á là kêu bằng xịt chuột nha anh em. Rồi, thì như thường lệ thì đầu video em sẽ đọc tên chủ nhân của các con máy luôn ha. Thì một máy của anh Thanh, xin lỗi nha, máy của anh Thanh ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Máy của anh Bảo ở Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Máy của anh Tiền ở Chi Tôn, An Giang. Máy của anh Hải ở Gò Công Đông, Tiền Giang nha. Đó. Rồi bốn anh thì xem được video thì nhận máy giúp em ha. Đây là máy 12D. Đây, 12 con. Mỗi bên 6 con. Đó. Có đèn báo khi dính chuột nha. Khi dính chuột đèn này sẽ báo. Và có quạt tản nhiệt nha. Quạt nó chạy thẳng vào cái biến áp. Và nó thổi ra đây. Mát luôn cái dàn công suất nha. Đầu này em bịch lại nè. Nên cái máy anh em chạy sáng đêm là không bao giờ nóng nha. Đó. Còn dây ga. Em làm dây dài 3 mét nha. Đó. Dây có thắt nút nè. Là anh em câu vô dây chì. Còn dây không có thắt nút là anh em ghim xuống đất ha, ghim đại chỗ nào cũng được. Ghim ngay mai gần cái máy cũng được, mà ghim gần cái dây cũng được. Chỗ nào có nước thì anh em ghim. Còn kẹp pin thì đỏ là cộng, vàng là trừ ha. Rồi máy này anh em kẹp ngược không sao hết, không vấn đề hết. Kẹp ngược thì quạt không quay, máy không chạy thôi. Kẹp đúng thì máy chạy. Máy không có công tắc gì hết nha. Anh em kẹp, kẹp bình vô là máy hoạt động luôn nha. Khi nào mà anh em đi thăm chuột á, muốn an toàn thì mình rút kẹp ra nha, rút kẹp ra. Hoặc là anh em đi hai người ha, một người ngồi nghe máy canh và một người đi thăm ha, thì nó an toàn hơn. Rồi thì cái dây ga này là em làm 3 mét ha, chưa có đơn vị nào làm dài 3 mét như em ha, chỉ có bên em là làm dài 3 mét cho anh em thôi. Và đặc biệt có tem bảo hành cho anh em luôn ha. Đây, tem bảo hành. Đây shop hình danh này ha. Thì cái ngày gửi đến ngày nhận em trừ hao 5 ngày. Em gửi ngày 11 thì em ghi là ngày 16 nè, bảo hành 6 tháng. Thì máy nào cũng vậy thôi. Đây. Rồi, thì ghi luôn ngày ha. Đây, bên trong máy nè. Thì em hàng thì chân nào ra chân đó nha. Đây, có 3 chân, sò có 3 chân, 1, 2, 3. Thì em chân nào ra chân đó nha, rất rõ ràng nha. Đường nào thẳng băng đường đó nha, không có vụ cong cong quẹo quẹo đâu. Em làm thì em làm tỉ mỉ lắm, chứ không phải là làm ẩu làm tả nha. À. Thì máy nào cũng vậy thôi, nên không phân biệt máy nào của anh nào hết nha. Rồi, thì em hướng dẫn anh em xài luôn ha. Thì đây là đầu dây ga nè. Thì dây có thể không có thắt nút ha. Mình ghim lại đất, buộc vô cây sắt hay gì cũng được hết. Hay là anh em buộc vô cây vít nè. Đây, xây lại. Rồi xong ghim lại xuống đất ha. Là dây mát. Dây mát, còn dây có thắt nút nè. Là anh em câu vô dây chì. Đây, cái đoạn dây chì là mẫu nè. Dây thì anh em đi ra tiệm mua dây nhỏ nhất nha, dây không độ 1 không gì đó, số 1 hoặc là số 0 nha. Số 0 thì nó nhỏ nhất. Đây là mình cái dây thắt nút nè, mình câu vô dây chì này đây nha, câu vô dây chì này. Còn cái đoạn dây chì thì cách nhau khoảng 2-3 thước gì đó, anh em cầm ra một cái cây cọc thế này đây, cầm cách từ mặt nước hoặc là mặt đất ha, nói chung là từ nếu có nước thì từ mặt nước lên khoảng 2 phân, anh em canh sao con lội chuột á, nó không chui qua lọt thôi ha. Đó. Cầm cách khoảng 2-3 mét thì anh em cầm một cây để khi mà mình căng cái sợi dây này nè nó được thẳng nha, anh em nhớ nha, căng phải cho thẳng cứng ngắc luôn nha, không được dùng nha, anh em dùng là không được ha, dùng là nó sẽ chạm nước ha, chuột nó chạy chạm nước. Rồi mỗi cái đầu cây này nè, em phải
lấy một cái ống nhựa như thế này đây nha, ống nhựa thì tùy theo cái cây anh em xài bự nhỏ nên anh em kiếm cái ống nó vừa thích hợp với cây nha. Đây anh em trồng vô đó, xong đúng không, rồi anh em cắm xuống đất, rồi anh em mới bắt đầu quấn dây chì này lên. Đây quấn chì lên trên cái ống này ha, đó, quấn 2-3 vòng vậy đó, rồi xây lại, xây chắc mỗi đầu mỗi xây ha. Thì kỹ thuật anh em quấn sao thì tùy anh em ha, đó, quấn sao cho nó chắc được. Đó, xong rồi cái đầu này nè, ví dụ đây là đầu dây thì anh em quấn vô cái dây ra giật dây điện của mình đó, đó vậy ha, bẻ lại cho nó cứng thôi, gị không dụ luôn ha. Rồi ok, rồi anh em lưu ý giùm em cái này ha, không được dùng băng keo để thay thế này ha. Để anh lấy con băng keo đây, đây là băng keo điện nha, anh em không được dùng băng keo này để quấn lên cây. Đây ví dụ anh em quấn kiểu này đúng không? Đây anh em quấn kiểu này đây, rồi anh em mới quấn dây chì vô là không được nha, quấn vậy là không được nha. Cái băng keo này nó sẽ bị cháy nha anh em, nó tiếp xúc với dây chì này nó sẽ bị cháy và nó sẽ bị dẫn đến nó mát ha, mát đường dây, nên anh em chỉ được dùng cái ống cao su này thôi nha. Cái băng keo này lỡ mà mùa sương khoảng 9 giờ giờ mùa sương nó xuống hoặc là nó có độ ẩm nó hút lên đó thì nó sẽ bị cháy băng keo, còn riêng ống nhựa này nó sẽ không bị cháy nha. Rồi cái đèn báo này á, khi đầu hôm anh em nên thử nha, thử xem đường dây mình có bị mát hay không. Nếu nó mát là đường dây nó bị mát là cái bóng này nó cháy nha. Đầu hôm anh em nên kiểm tra trước, anh em ghim máy vô anh em thử, nếu mà đèn không cháy thì anh em rút ra mình đi vô, đến tối mình kẹp vô mình xài ha. Còn cháy thì muốn đèn này cháy sáng thì mình nên kiểm tra đường dây để tối khỏi nó không lu bu á, tối mình xịt đèn kiểm tra thì chuột nó thấy nó không dính lại ha. Và đặc biệt cái máy này là không bị cháy chuột, anh em đi bắt chuột để bán là chuột nó chỉ chết, nó không bị cháy nha, nó chỉ khô ngay cái đường dây này thôi. Ví dụ con chuột nó nằm lên đi, đây, nằm lên thì ngay cái chân cái đường dây này nó sẽ bị khô chứ nó không có bị cháy là nó đứt ra nha. Có nhiều người làm máy con chuột nó đứt ra làm hai luôn, ví dụ con chuột nằm lên dây này nó từ từ là đứt ra làm hai con chuột luôn. Nhưng mà máy bên em thì không có nha, không có trường hợp bị cháy hay bị đứt nha, nó chỉ bị khô thôi, nó khô cái chân cái chỗ đường dây nè, cái chân chỗ dây nè, nó bị khô từ 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 rồi nó hết máu cho đó là sao? Nó không còn mát nữa. Mới đầu thì nó nằm lên dây thì nó bị mát nha, bóng đèn nó bị cháy hoài luôn, nhưng mà khi nó khô máu rồi thì nó sẽ không cháy nữa, là bình thường nữa nha. Hoặc là anh em thấy cháy lâu quá, khoảng 10 phút, 20 phút gì đó mà đèn không tắt thì anh em nên đi thăm để mình gỡ ra, tránh cái trường hợp là dây nó đè xuống nước nha. Chuột nằm lên dây rồi đè xuống trực tiếp xuống nước luôn thì máy này mình nó yếu lại ha, yếu lại từ đoạn dây đó trở lên á. Rồi thì máy này em bán giá hiện tại là 800, em bao ship như này, đến nhận hàng thì anh em kiểm tra đúng hàng thì em nhận ha, rồi thanh toán cho bên giao hàng là 800 đó. Rồi số điện thoại em là 0858 6677 nha. Anh em cần thì cứ alo em. Chào anh em.